Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc xe Ford Everest. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, máy dầu 7 chỗ. Chiếc này là bản Titanium, bản một cầu cao cấp nhất của Ford Everest một cầu rồi. Chiếc này thì còn một bản nữa là bản hai cầu. Bản hai cầu là bản Biturbo. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi thì mọi người cũng biết, cái bản hai cầu thì dính vào một số cái vụ lùm xùm như là chảy dầu. Bản này là bản một cầu thì sẽ không bị cái lỗi đấy mọi người nhá. Lưu ý của em. Chiếc này biển Sài Gòn ạ. Biển Sài Gòn thì sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu ạ. Tiết kiệm được một khoản kha khá. Chiếc xe này nếu như sang tên thì nó cũng chỉ mất tiền lệ phí trước bạ như là biển số của Hà Nội thôi. Ford Everest. Chiếc này thì cạnh tranh trực tiếp với cả Fortuner của Toyota. Tuy nhiên là hai chiếc xe này thì mang hai thiên hướng khác nhau. Một dòng thì là thực dụng, đơn giản như là Toyota. Còn một dòng này thì yêu công nghệ hơn. Rất là nhiều option, vô vàn những option. Và đặc biệt là những chiếc xe này thì là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Xe nhập khẩu nguyên chiếc. Dòng này là dòng xe của Mỹ. Đó. Hãng xe của Mỹ, Ford. Hãng Ford là hãng xe của Mỹ. Mọi người thì đi xe của Mỹ thì mọi người biết rồi, thường thường là sẽ rất là bốc và khỏe. Tuy rằng cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó có thể nhiều hơn so với những chiếc xe còn lại, nhưng mà mọi người vẫn chấp nhận đi xe Mỹ vì nó rất là bốc và cảm giác chắc chắn, ổn định. Chiếc này thì không hề tiêu hao tốn nhiên liệu một chút nào. Nó là động cơ máy dầu vô cùng tiết kiệm. Chiếc này chỉ rơi vào khoảng tầm cỡ 7 lít dầu trên 100 km. Nếu như hoạt động chở tối đa 7 người trên cung đường 6 ạ. Còn nếu trung bình thì chiếc xe này chỉ mất khoảng tầm 6 lít dầu trên 100 km thôi ạ. Đây là bản Titanium thì sẽ được trang bị cốp điện, có đèn pha, có đèn pha bi LED. Đó. Thêm túi khí và rất là nhiều các option khác. Trên chiếc xe này thì trần xe được thiết kế màu đen, 7 chỗ rộng rãi. Tuy nhiên là hàng ghế thứ ba thì cũng ít khi sử dụng đến, cho nên là những chiếc Everest này bình thường vẫn hàng ghế thứ ba vẫn được gập xuống, ít khi sử dụng. Lốp lát thì cũng còn khá là dày, ổn, ok. Đó. Cái ghế này nó vẫn còn rất là mới này. Ở Hà Nội thì đang rất là nắng, nắng nóng kinh khủng. Những ngày như này thì thời tiết mọi người có thể nhìn thấy ngoài trời nó nóng dã man luôn. Có thời điểm buổi trưa nó còn lên đến ngoài 50 độ. Thật sự là cực kỳ nóng. Cho nên là cái khả năng làm mát và những cái khả năng điều hòa của những chiếc xe bây giờ cũng yêu cầu rất là cao. Đặc biệt là những chiếc xe máy dầu như này thì làm mát khá là tốt. Hơn nữa là chiếc Everest này cũng đã được rất là nhiều bác trải nghiệm và cảm nhận được chất lượng của nó, từ cảm giác lái cho đến động cơ điều hòa, em thấy rất là ok. Chiếc này thì mới chạy được có 31.000 km thôi ạ. 31.000 km mọi người nhá. Xe thì nguyên zin và sẽ được đảm bảo. Quý anh chị có thể test hãng, check lịch sử thoải mái. Bên em cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Ở trên màn hình giải trí thì được sử dụng màn hình có hệ điều hành Sin 3. Đó, đây thì có camera lùi. Cần số ở đây thì có phím tăng tốc và lấy chuyển số ở đây. Hiện tại chiếc Ford Everest này bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 1 tỷ 089 triệu, 1 tỷ 089 triệu quý vị và anh chị nhé. Giá cả để có thể thương lượng với anh chị một chút nếu như anh chị thật sự thiện chí với những chiếc xe này. Đó. Điểm mạnh của chiếc xe này đó chính là cái cảm giác lái cực kỳ tốt. Đặt lái khi mà chúng ta vào cua ấy, chúng ta muốn đặt lốp vào đầu, đặt thân xe vào đầu là nó sẽ đáp ứng theo nhu cầu của chúng ta và nó không hề bị dơ hay là lỏng như một số những dòng xe khác.
Ngoài ra thì trên xe này cũng được như em vừa nói, có một hệ dàn điều hòa mát lạnh rất là sâu, sử dụng động cơ dầu cho nên là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nữa. Cộng với lại cái cảm giác lái an toàn chắc chắn của chiếc xe, thì đây là những cái điểm mạnh nhất của Ford Everest. Từ xưa đến nay thì Everest vẫn luôn là một trong số những chiếc xe được rất là nhiều quý anh chị săn đón và rất là thích thú với dòng xe này. Đó, em là Song Thảo, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của em. Mọi người đừng quên lấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.